Chương 1, Tiết 1, Xuất xứ Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng được trích dịch từ Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận, cuốn 1 tập 13 của Hán Tạng, từ trang 721 đến 726, bản dịch của Thượng Tọa Trí Quang, Sài Gòn, năm 1976. Kinh này thuộc thời đại phát triển Đại Thừa, khoảng từ đầu kỷ nguyên Tây Lịch trở về sau. Đức Thế Tôn đã nói kinh này cho Thánh Mẫu Ma Gia ở cung trời Đao Lợi trước lúc Thế Tôn vào Niết Bàn. Chúng đương cư ở đây là chúng sanh của lục đạo. Giáo lý nhấn mạnh điểm phát triển thiện tâm, từ bi tâm, hầu đoạn diệt các nguyên nhân đưa chúng sanh vào ác đạo, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Bên cạnh đó, có phần giáo hạnh mở rộng đi vào đại bi và đại tuệ. Có thể hiểu Kinh Địa Tạng là một hiếu kinh mở rộng cho năm thừa giáo mà Thế Tôn muốn giới thiệu đến Thánh Mẫu. Tiết 2. Tên kinh và danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Kinh trình bày hạnh nguyện độ sinh của Địa Tạng Đại Sĩ được gọi là Địa Tạng Bổn Nguyện, Địa Tạng Bổn Hạnh hay Địa Tạng Bổn Thể. Kinh ví tâm thể như đất và gọi là đất tâm, tức tâm địa. Có thể quán tưởng tính chất của tâm qua tính chất của đất để giác tỉnh và an trú. Nghĩa tên kinh là ý nghĩa của danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. U Minh Giáo Chủ là giáo chủ cõi địa ngục, cảnh giới của tối tâm. Đấy là tà kiến và khổ đau. Đại sĩ đã mở đường cho chúng sanh đi vào ánh sáng của nhân, thiên và giải thoát bằng chính nỗ lực của chúng sanh. Bổn tôn là gốc đáng tôn quý, đáng là nơi nương tựa của chúng sanh. Gốc đây là nguồn tâm giải thoát. Địa tạng chỉ tính dung chứa của đất, nói lên tính dung chứa vô tận của tâm thể. Như đất là kho dinh dưỡng vô tận của sinh vật, tâm là nguồn nghiệp công đức của các loài chúng sanh. Như đất bình đẳng và bất động trước cấu tịnh, tâm thể bình đẳng và tự tại trước các pháp. Như đất thì vô nhiễm, tâm cũng thế. Như đất tồn tại bền bỉ, cũng thế, tâm thể không bị hoại diệt. Như thế, Địa Tạng là biểu tượng của tâm, không hẳn là danh hiệu của một Bồ Tát lịch sử. Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ bậc đại sĩ giác ngộ hàng thập địa, cũng có thể biểu tượng khả năng giác ngộ của tâm thức chúng sanh. Có nhiều quan điểm các nghĩa danh hiệu trên, tựu trung có hai quan điểm tiêu biểu. Một, quan điểm xếp loại Kinh Địa Tạng vào thực giáo, xem lời kinh và lời dạy cụ thể, và xem Bồ Tát Địa Tạng là nhân vật lịch sử cứu khổ chúng sanh địa ngục cho đến thời điểm Đức Di Lặc ra đời. Quan điểm này thuộc tôn giáo hình thức, không nói lên được giáo lý trí tuệ, thiết thực hiện tại và giải thoát của Phật giáo. 2. Quan điểm xếp loại Kinh Địa Tạng vào quyền giáo. Xem ngôn ngữ kinh là ngôn ngữ biểu tượng, Địa Tạng là nguồn tâm thể, địa ngục là các ác tâm, và tà kiến tức si mê, và trời là các thiện tâm và từ tâm. Theo ý nghĩa biểu tượng ấy, chư tổ đã tác kệ tán rằng: Địa ngôn kiên lậu quảng hàm tàng. Địa nói lên tính cứng bền, tính không thể đo lường và tính dung chứa tất cả. Tam thí Như Lai đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y. Kinh Địa Tạng. Ba đời chư Phật đều tán thán, và mười phương Bồ Tát thảy nương tựa.
Đối tượng mà chư Phật tán thán và chư Bồ Tát nương tựa phải là tâm thể hay pháp thể, mà không phải là một nhân vật lịch sử. Khể thủ bản nhiên, tịnh tâm địa vô tận, Phật tạng đại từ tôn. Tức là cúi đầu đảnh lễ nguồn tâm vốn thanh tịnh và nguồn giác đại từ tôn quý. Hai câu kệ đó nói rõ lời tán dương nguồn tâm thanh tịnh, nguồn trí tuệ giải thoát và tâm đại bi. Tương tự một lời phát biểu khác: tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu. Các kinh Thượng Tọa Bộ và Nhất Thiết Hữu Bộ thường dạy quán tâm qua tứ đại hay lục đại như ý nghĩa địa tạng. Quan điểm thứ hai nói lên được nhiều hơn các nét giáo lý thiết thực, sinh động và trí tuệ của Phật giáo. Trong tập sách này, chúng tôi trình bày nghĩa kinh nghiêng về quan điểm thứ hai, nhưng không vì thế mà không xác nhận các cảnh giới địa ngục và các bậc đại sĩ cứu khổ chúng sinh. Thật sự, chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến phần giáo lý căn bản của Phật giáo được chuyên chở trong kinh, định hiếu hạnh, như là cơ sở để xây dựng tâm Bồ Tát và tâm giải thoát. Thời kinh Địa Tạng, chúng tôi hiểu là thời kinh giảng dạy con đường ra khỏi ác thú, đọa xứ, địa ngục để vào hạnh phúc và giải thoát. Dù câu chuyện dựng lên là thực hay do thần lực thị hiện, tên kinh và tên của Địa Tạng đại sĩ được lồng vào ý nghĩa đó. Hạnh nguyện độ sinh trong mười phương đọa lạc không phải chỉ là sứ mệnh của một mình Địa Tạng đại sĩ, mà là sứ mạng của chư Bồ Tát. Bồ Tát Địa Tạng là một mẫu điển hình của sứ mệnh độ khổ ấy. Chương 2. Nội dung kinh. Trong tập sách này, phần nội dung kinh sẽ được trình bày dưới hai hình thức. Một la mã, trình bày qua từng phẩm kinh. Hai la mã, trình bày qua từng phần giáo lý, bao gồm: 1. Hiếu đạo, 2. Bố thí, 3. Trì giới, 4. Thiền định, 5. Trí tuệ, 6. Bồ Tát hạnh của Địa Tạng đại sĩ, 7. Nhân quả. Tiết 1. Phẩm thứ nhất: thần thông tại cung trời Đao Lợi. Thiết tưởng chúng ta cần có một cái nhìn tổng quát về hình thức xây dựng của kinh trước khi đi vào nội dung của từng phẩm. Kinh không trình bày giáo lý một cách trực tiếp, cũng không trình bày giáo lý dưới hình thức vấn đáp giảng giải, mà gián tiếp nói lên giáo lý qua các cảnh đời khổ đọa và giải thoát, diễn tiến như một tiểu thuyết với các tình tiết được sắp đặt chặt chẽ. Tại đây, chúng ta không quá câu nệ một số điểm trình bày, mà chỉ cốt nắm vững trọng tâm giáo lý của kinh. Phẩm thứ nhất nói lên một số điểm. 1. Xác định chung cảnh Đức Thích Tôn thuyết kinh Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi của dục thiên giới, cõi trời có nhiều lạc thú nhất của dục giới. 2. Thời pháp này Thế Tôn nói cho Thánh Mẫu Ma Gia nghe, dù thính chúng phân tập gồm đủ các hàng phàm thánh trước khi Thế Tôn vào Niết Bàn. Đây là thời pháp độ Thánh Mẫu, vừa giáo hóa chúng sanh như là thời kinh hiếu. 3. Xác định mục đích Thế Tôn thuyết pháp chỉ nhằm chiết phục chúng sanh ương ngạnh, làm cho họ biết được cái gì là thống khổ và cái gì là hạnh phúc. Trích trong Địa Tạng, bản dịch của Thượng Tọa Trí Quang, Sài Gòn, năm 1970, phẩm 1, trang 134. Hệt như giáo lý truyền thống của A Hàm và Nikaya xác định. 4. Các vầng hào quang chiếu sáng nói lên kết quả của đại định và đại tuệ của Thế Tôn. Âm thanh xuất ra đủ tiếng nói vi diệu. Đó là tiếng nói của giáo lý Phật giáo,
mà ba đời chư Phật giảng dạy, gồm giới, định, tuệ, lục độ, tứ vô lượng tâm. 5. Chúng hội gồm đủ tứ thánh và lục phàm, từ cực ác đến cực thiện. Chúng hội này có thể do thần lực của Thế Tôn hóa hiện, cũng có thể do nương vào thần lực của Như Lai mà tất cả có thể phân tập về Đao Lợi. Điểm nổi bật nhất của hình ảnh phân tập là hiện rõ tiếng nói dung nhiếp vô ngại của các pháp, vượt ra ngoài các ngăn ngại của ngã tính, của thời gian và không gian. Tất cả đã tụ về Đao Lợi Thiên mà không bị vướng ngại, vừa nói lên rằng đó là hội chúng của tâm thức mỗi chúng sanh. 6. Thế Tôn dạy, tất cả vô lượng chúng sanh đủ mọi cảnh giới đều đã, đang và sẽ được Địa Tạng Đại Sĩ Giáo Hóa tác thành, trang 138. Ở đây nói lên rõ, Địa Tạng là biểu tượng của tâm thể. Thời gian lâu xa vô lượng kiếp mà Đại Sĩ đã hóa độ là chỉ thời gian của thực tại như thực. Để vào thực tại đó, hành giả phải hành Bồ Tát hạnh cho đến ngày khổ đau và vô minh bị diệt tận, trang 141. 7. Con đường dẫn đến Phật trí là Bồ Tát đạo, phát triển lòng đại từ đại bi. Cơ sở của tâm đại bi là tâm hiếu thảo. 8. Đường vào các thống khổ của địa ngục là tà kiến, si mê, bất tín nhân quả, phỉ báng tam bảo, bà duyệt đế lợi. 9. Bà duyệt đế lợi là mẹ của thiếu nữ Bà La Môn, tiền thân của Địa Tạng Đại Sĩ, là ý nghĩa tất cả đều có mặt chân tâm, chỉ vì không nghe tiếng nói của chân tâm, đi theo tà kiến, bà mới bị khổ đọa. 10. Khi tâm của bà duyệt đế lợi giác tỉnh, hướng về chân tánh, thì tất cả các vọng niệm, ác niệm đều được chuyển thành chánh niệm, thiện niệm, thoát ly hẳn ác đạo. Đây là ý nghĩa của kinh Địa Tạng dạy. Địa Tạng Đại Sĩ đã cầu Thế Tôn giác hoa định tự tại, chỉ cảnh giới mẹ thác sinh để tìm phương cứu độ bằng bố thí và cúng dường. 11. Khi tâm đã hướng thiện thì các ác niệm, vọng niệm cũ dứt. Do đó kinh nói, tất cả tội nhân cũng được ra khỏi địa ngục và sinh thiên giới một lượt với bà duyệt đế lợi. Tại đây, nếu hiểu rằng chính Địa Tạng Đại Sĩ đã cứu mẹ và các tội nhân địa ngục thì trái với luật nhân quả. Giả lại, ba đời chư Phật và Bồ Tát đều hồi hướng công đức cho hết thảy chúng sanh. Nếu tha lực đã cứu độ, thì hóa ra không có chúng sanh sa vào địa ngục, hoặc nếu sa vào thì cũng lại được thoát ra mà không cần tu niệm. Kinh Địa Tạng chẳng đã dạy, chí thân như tình phụ tử đi nữa, cũng đường ai nấy đi, trang 184. 12. Thế Tôn giác hoa định tự tại đã không chỉ liền cảnh giới thác sinh của bà duyệt đế lợi, mà bảo thiếu nữ nhiếp tâm niệm danh hiệu Ngài. Đây là cách bảo thiếu nữ tập trung tâm thức để tu thiền định. Do nhờ có định mà thiếu nữ biết được cảnh khổ đọa của mẹ, biết rõ kết quả các ác niệm và con đường đi ra khỏi các ác niệm. Định lực ấy là cần thiết, như kinh xác nhận. Phi thần lực thì nghiệp lực, ngoài hai năng lực ấy không thể nào đến đây được, trang 146. 13. Sau khi chết, bà duyệt đế lợi sa vào bể khổ thứ nhất của địa ngục. Tại đây, sau 49 ngày, nếu không nhờ có thiện nhân bà đã tạo từ trước, hoặc nếu không nhờ công đức hồi hướng của thân nhân, thì bà sẽ rơi vào bể khổ thứ hai, thứ ba, thực sự thọ báo địa ngục, trang 146-147. Thế là truyền thống cũng thất thất trai tuần,
có thể được xem là phát xuất từ kinh Địa Tạng. Thân thọ khổ trong bể thứ nhất là thân trước của địa ngục mà không phải là thân trung ấm. Phật giáo không chủ trương có thân trung ấm, chết liền thác sinh. Theo Nikaya, A Hàm, Luận A Tỳ Đàm và kinh Địa Tạng, như cảnh sách văn viết, chuyển tức tức thị lai sanh, dứt hơi thở liền sanh kiếp khác. Một số Phật tử ở Việt Nam tin tưởng kinh Địa Tạng có năng lực cứu thoát địa ngục, nên trì tụng để cầu nguyện cho thân nhân khi chết hoặc trong các ngày lễ kỵ. Đây là một tin tưởng đã rời xa nghĩa kinh Địa Tạng. Lẽ đáng xem kinh Địa Tạng như một hiếu kinh cần được giới thiệu ý nghĩa cho những người đang sống, hiểu rõ để xây dựng chánh kiến và chánh tính. Hầu có một tập quán nghiệp và một cận tử nghiệp tốt mở đường đi vào thiện thú, thiên giới sau khi chết. Trì tụng chỉ là bước đầu sửa soạn cho mình phát khởi thiện tâm để hành các thiện hạnh. Với công đức tu tập này, nếu hồi hướng, cha mẹ qua đời chỉ hưởng được 1/7, trang 204. Công đức đó chỉ là trợ duyên tốt, dĩ như một làn gió mát xoa dịu khách bộ hành dưới trời nắng cháy. Nhân tố chuyển nghiệp chính vẫn là ở thiện tâm của mỗi người tự cứu. Cảnh giới địa ngục được kinh mở ra như một tấm gương soi cho người thấy rõ tâm mình mà cảnh giác xa rời các ác niệm và ác hạnh. Nó không hoàn toàn là một cảnh giới, mà là các tâm tà kiến, độc hại có thể thiêu cháy bởi các hiếu tâm, từ tâm và thiện tâm. Ý nghĩa Địa Tạng Đại Sĩ cứu thoát chúng sanh địa ngục là thế. Hiếu tâm, từ tâm chẳng những xóa sạch được các ác tâm, mà còn khai nguồn cho đại bi tâm của một Bồ Tát. Phẩm thứ hai, thân phân hóa tập hợp lại. Một, sau phần Thế Tôn giới thiệu Địa Tạng Đại Sĩ và hạnh nguyện độ khổ của người, Đại Sĩ xuất hiện trước thích chúng và đảnh lễ Thế Tôn. Hình ảnh này mang ý nghĩa rằng phần thân của Địa Tạng tụ hợp lại, ý nghĩa tâm thức tụ lại làm định. Khi định tụ thì tuệ chiếu, hình ảnh Địa Tạng ý kiến Thế Tôn. Khi đã giác thì tất cả là nguồn tâm hay nguồn giác, hay tất cả niệm đều có mặt tuệ giác. Đây là ý nghĩa của tất cả chúng sanh mà Địa Tạng Đại Sĩ giáo hóa đều theo Đại Sĩ về để ý kiến Thế Tôn và được Thế Tôn xoa đầu. Trang 150-151. 2. Chỉ có trí tuệ, tức chánh kiến, mới chỉ đường đi đúng cho các hành động của thân và ý của chúng sanh, lìa tham, sân, si, thoát ly sanh tử khổ đau. Hệt như nhờ có chánh kiến mới có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ý nghĩa này được kinh Địa Tạng diễn đạt qua hình ảnh Thế Tôn dùng mọi phương tiện khéo léo để dẫn dắt chúng sanh Ta Bà ra khỏi địa ngục của tam giới. Trang 151. 3. Thế Tôn đã hiện ra vô số thân sắc để tùy duyên hóa độ, trong đó có sông, hồ, núi non, biển cả, vân vân. Trang 151. Thế Tôn ở đây đồng nghĩa với pháp tánh đã có mặt khắp pháp giới. Tất cả pháp giới đều đang thuyết pháp, nói lên thật tánh vô tánh. Sông hồ hiện đang nói pháp. Cho nên kinh nói, tất cả toàn là tác dụng hóa độ. Trang 152. 4. Sứ mệnh của Địa Tạng Đại Sĩ là đem lại chánh kiến và từ bi cho chúng sanh, chỉ đường đi ra khỏi biển khổ. Các pháp hữu vi cũng đang nói pháp chỉ đường đi ấy. Tuy nhiên, vẫn có những người không nghe, không hiểu, không tin chánh pháp,
tiếp tục lao đầu vào các tác nhân khổ đau. Vì vậy, trước khi vào Niết Bàn, Thế Tôn đã để lại di huấn, ký thác sứ mệnh giáo hóa cho Địa Tạng Đại Sĩ. Trang 153. 5. Nơi nào có khổ đau là nơi đó có mặt tà kiến và ác niệm, ác hạnh. Nơi nào có tà kiến và ác hạnh, nơi đó cần có mặt chánh kiến từ bi. Đây là hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng đã phân thân khắp nơi để cứu độ. Trang 153-154. 6. Nếu có trí tuệ và từ bi và liên tục nuôi dưỡng bi và trí, thì quyết định mọi điều ác sẽ bị diệt, mọi điều thiện sẽ được tăng trưởng, và tương lai quyết định sẽ thực hiện được tuệ giác vô thượng. Đây là ý nghĩa lời dạy xác chứng của Thế Tôn cuối phần kinh. Ông sẽ hoàn tất sự hóa độ sâu rộng, thực hiện tuệ giác tuyệt đối. Trang 155. Phẩm kinh thứ hai trình bày rất biểu tượng khả năng giác ngộ của mọi chúng sinh và con đường từ bi thiền định, trí tuệ để phát triển hoàn mãn khả năng giác ngộ ấy. Thế Tôn thấy rõ thiên chúng sống trong lạc thú, dùng sắc và thọ mệnh lâu dài, khó có kinh nghiệm vô thường, khổ đau, dễ ngủ yên trong thường kiến, nên đã thị hiện cảnh trần và địa ngục để thức tỉnh thiên chúng nhận ra. Tam giới là vô thường do nghiệp lực sinh. Vì vô thường nên tam giới là không thật. Vì là vô thường không thật nên thật sự là khổ đau. Sẽ khổ đau nhiều hơn khi hết tuổi thọ vì rơi xuống ba đường dữ. Rất nhiều chư thiên sau khi hết tuổi thọ bị rơi xuống ba đường dữ. Đồng thời, Thế Tôn hé mở cho chư thiên thấy con đường giải thoát của bậc Thánh Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát qua sự hiện diện của các ngài trong hội chúng mà phát khởi Bồ Đề Tâm. Các chúng sanh khác đang tu tập thiện giới theo gương chư thiên ấy mà giác tỉnh về đạo lộ giải thoát. Địa Tạng quả là thời pháp Thế Tôn muốn độ thánh mẫu như ngài đã khai ngộ cho phụ chương Tịnh Phạn đắc A La Hán trước giờ phút lâm chung. Đây không phải chỉ là thời pháp để tụng cầu cho những người đã chết. Phẩm thứ ba: quan sát nghiệp báo chúng sanh. Phẩm kinh thứ ba và thứ tư giới thiệu luật nhân quả. Phẩm thứ ba thì nhấn mạnh đến nghiệp nhân, phẩm thứ tư thì nói nhiều đến nghiệp quả. Hai phẩm kinh đầu đã nói rõ, tà kiến đưa đến ác đạo và khổ đau, chánh kiến và từ bi đưa về giải thoát. Chánh kiến là nội dung của thấy rõ và sâu, vô ngã, tứ đế và nhân quả. Tà kiến chỉ ngược lại, chấp ngã, chấp thường, không tin nhân quả, không thấy con đường dẫn đến khổ đau hay hạnh phúc. Phần này chỉ rõ do tà kiến mà sa vào các hành vi tội lỗi dẫn đến khổ báo ở địa ngục, và chỉ rõ tất cả sai biệt của chúng sanh là do nghiệp lực, tức nghiệp thiện, nghiệp ác. 1. Trước khi đi vào tìm hiểu nhân quả, nghiệp báo, chúng ta cần định nghĩa một số danh từ. A. Địa ngục có nghĩa là nơi khổ sở, tức khổ xứ. Phật học Đại Từ Điển gọi địa ngục là nơi đáng chán ghét, tức khả yếm, là nơi lắm khổ đau, khổ cụ, chân chân. Địa ngục vốn có mặt khắp pháp giới và có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, cảnh giới địa ngục. Có cảnh giới địa ngục riêng cho các chúng sanh tạo các nghiệp nặng. Ở đó hóa sinh, tuổi thọ lâu dài, chịu nhiều thống khổ liên tục. Thứ hai, tâm địa ngục là các trạng thái tâm lý đầy dục vọng, đầy sân hận, đầy si mê, lắm sầu, bi, khổ, ưu, não, là các trạng thái tâm địa ngục có trên trần gian. B.
Nghiệp là hành động có tác ý thiện hay ác. Một hành động không có tác ý thiện, ác gọi là hành động phi nghiệp. Đây gọi là nghiệp nhân. C. Nghiệp báo là kết quả khổ lạc mà chúng sanh đón nhận từ mỗi hành động gọi là nghiệp báo hay nghiệp quả. D. Địa ngục vô gián. Kinh Địa Tạng định nghĩa rằng khổ đau liên tục đổ xuống tội nhân gọi là vô gián. Cực hình hành hạ suốt ngày đêm không hở gọi là vô gián. Các cực hình liên tục thay đổi hành hạ tội nhân gọi là vô gián. Không phân biệt căn cơ, giai cấp, bất cứ ai tạo ác nghiệp đều khổ đọa gọi là vô gián. Chết đi sống lại liên tục không gián cách gọi là vô gián. Các hành động đưa vào địa ngục vô gián là các hành động mất hết nhân tính, mất hết từ tính, nên không thể thác sinh về người, trời, phải chịu khổ báo kéo dài đến hàng chục tỷ năm trần gian. Theo kinh tập Tiểu Bộ Kinh. 2. Về ba bể khổ ở địa ngục, có quan niệm cho rằng đó là bể khổ của miệng, của thân và của ý. Hành vi ác của miệng thì nhẹ hơn thân và ý. Quan niệm ấy có vẻ hợp lý, nhưng đi sâu vào thuyết nghiệp báo của Phật giáo thì thật khó cho chúng ta lượng định được mức độ nặng nhẹ, bởi vì hành động nào cũng do ý tác động cả. Vì vậy, nặng nhẹ là do tác ý. Cùng một hành động mà nếu tác ý mạnh yếu khác nhau thì nghiệp quả sẽ khác nhau. Do đó, ba bể nghiệp của địa ngục là dành cho ba hạng người tạo ác lúc sinh tiền: ác vừa phải, ác nặng và cực ác. Tương tự như các danh từ sau đây nói về mức độ ác: cùng hung cực ác, nhẹ hơn là vô ác bất tác, còn nhẹ hơn nữa so với ác quán mãn doanh. 3. Phẩm kinh thứ 3 chỉ đề cập đến các tội cực trọng, tức nghiệp cực trọng, không đi vào đủ các loại nghiệp của người đời. Tuy thế, vấn đề căn bản của nghiệp được nói đến từ đầu. Do tà kiến, bất tín nhân quả và căn bản của giải thoát nghiệp đã được biểu lộ qua sứ mệnh của Địa Tạng Đại Sĩ. 4. Tuy phẩm kinh chỉ nói tổng quát đến nghiệp, các nghĩa đơn giản về lý thuyết nghiệp, nhưng so với hình ảnh vô cùng thống khổ và với thời gian thọ khổ quá lâu dài, đánh mạnh vào tâm thức thính chúng đã nói lên sự thật nhân quả một cách hùng hồn và tác động thuyết phục lớn lao hơn nhiều so với giảng giải dài dòng. Phẩm thứ tư: nghiệp báo của người diêm phù. 1. Năng lực độ khổ của Địa Tạng Đại Sĩ đúng là năng lực của chánh kiến và từ bi. Chánh kiến thì phá tan tà kiến, tà hạnh; từ bi thì phá đổ sân hận, ác tâm, hại tâm. Đây là ý nghĩa của lời kinh Địa Tạng. Phi thần lực xuất từ tâm đại bi của Phật, còn không thể có sự phân hóa đó. Lời của Địa Tạng Đại Sĩ, trang 163. 2. Chánh kiến và từ bi mà có mặt ở đời, có mặt ở mỗi tâm thức chúng sanh, thì lo gì tội khổ trong sinh tử không tiêu, như Thế Tôn dạy. Này, ông muốn hoàn tất đại nguyện cũ bằng cách trải qua nhiều kiếp, hóa độ sâu rộng những kẻ tội khổ, thì ta còn lo nghĩ gì nữa? Trang 165. Quả vậy, chánh kiến biểu hiện đủ ba cấp độ: chánh kiến phàm phu, chánh kiến hữu học và chánh kiến vô học. Chánh kiến phàm phu thì có công năng loại bỏ ác hạnh, làm các thiện hạnh. Chánh kiến hữu học thì siêu vượt thiện ác, nuôi dưỡng trí tuệ vô ngã. Chánh kiến vô học thì đoạn diệt hết các nhân sinh tử. Từ bi là độ tha, đem chánh kiến đến cho chúng sanh, thì khổ đau sẽ nuôi dần, xa dần chúng sanh. Sau khi Đức Thích Tôn vào Niết Bàn,
Chính chánh kiến và từ bi ở lại cuộc đời mang sứ mệnh độ khổ của Địa Tạng Đại Sĩ. 3. Khả năng mở ra con đường giải thoát, trừ Phật ra, không có bậc thánh nào có thể làm được. Con đường giải thoát là đạo đế trong tứ đế, mà chỉ phần chủ yếu là chánh kiến, thuộc tuệ uẩn, tượng trưng bằng khả năng của Địa Tạng Đại Sĩ. Do đó kinh dạy Bồ Tát Định Tự Tại Phương bạch xin Thế Tôn chỉ dạy về Địa Tạng Bồ Tát, trang 165. 4. Sau khi chánh kiến thấy rõ con đường thoát khổ, chúng sanh an trú giới, tức 10 thiện nghiệp, để chế ngự 3 nghiệp thân, khẩu, ý. Do trú giới mà tâm định tĩnh, có điều kiện học, hiểu và thực hiện diệu pháp. Đây là ý nghĩa của hình ảnh biểu tượng. Địa Tạng Đại Sĩ giáo hóa chúng sanh ác hạnh, ác kiến trước đã, trước khi quyết định thành Phật. Còn vị quốc vương bạn thì tu tập thành chánh giác trước khi hóa độ. Trang 166. 5. Quan mục là con mắt của ánh sáng, chỉ trí tuệ chánh kiến. Thanh tịnh liên hoa mục Như Lai là biểu tượng cho tịnh giới không cấu nhiễm. Mẹ của Quan Mục do sống ác giới mà khổ đọa. Khi giác tỉnh, được kinh biểu tượng bằng hình ảnh Quan Mục hướng cầu Thế Tôn thanh tịnh liên hoa mục, thì bà tu tập thiện giới và liền thoát khỏi địa ngục, sanh làm người yểu mệnh. Tâm bà mẹ trú chánh kiến và từ bi, được kinh biểu tượng bằng hình ảnh Quan Mục khởi tâm cứu khổ chúng sanh, thì bà mẹ thoát khỏi kiếp sống yểu mệnh, sẽ không tái đọa địa ngục, nghĩa là được an trú trên thiện đạo và xin làm phạm chí hướng thẳng về giải thoát. Đây là ý nghĩa của trang kinh 169. Từ trang 167 đến 192. 6. Đoạn kinh từ trang 167 đến trang 172 giới thiệu một khía cạnh rất tế nhị về lý nhân quả. Với kẻ ác tâm, ác hạnh thì dù phạm tội nhẹ như ăn trứng cá và mắng chửi, trường hợp mẹ của Quan Mục cũng bị đọa địa ngục. Nhưng với kẻ có chánh kiến và từ bi rộng lớn, kinh biểu tượng bằng hình ảnh Quan Mục phát tâm đại bi để cứu khổ mẹ, thì cùng tội nghiệp trên vẫn không rơi vào địa ngục, còn được sinh thiên giới và đi về giải thoát. Kinh biểu tượng bằng hình ảnh mẹ Quan Mục thoát khỏi địa ngục và yểu mệnh. Dĩ như cùng một nắm muối để trong tô nước thì mặn, để trong sông hồ thì chẳng ảnh hưởng gì. 7. Do vì lòng đại bi, đại từ đại bi có năng lực giải thoát nghiệp như thế, nên kinh Địa Tạng giới thiệu các hiện thân cứu khổ của Địa Tạng Đại Sĩ đều là thân nữ, cái thân sắc biểu tượng của tình thương. 8. Chánh kiến và từ bi chỉ được nuôi dưỡng tốt, phát triển mạnh nhờ có thiền định. Do đó, kinh dạy một cách biểu tượng rằng Bồ Tát Định Tự Tại Phương phát tâm truyền bá sâu rộng Địa Tạng Kinh trên cõi đời. Trang 173. 9. Tâm lý thiện ác của chúng sanh có tính bất định, có thể thay đổi theo điều kiện sống. Thiện ác đều do các nhân duyên hội họp mà khởi. Do đó, con người muốn thoát khổ cần hưng khởi chánh kiến và từ bi tâm nhiều lần. Cụ thể, để hưng khởi và phát triển chánh kiến thì cần nghe nhiều và tư duy nhiều về chánh pháp. Để hưng khởi và phát triển từ tâm cần hành bố thí và cúng dường. Kiên trì tu tập như vậy mới chiến thắng được các ác tâm. Đó là ý nghĩa Thế Tôn dạy. Bồ Tát Địa Tạng còn lặp lại nhiều lần đại nguyện cứu khổ. 10. Dù tu tập pháp môn nào của Phật giáo, nỗ lực giải thoát chỉ tập trung vào giải thoát ba nghiệp: thân, khẩu và ý nghiệp. Nói rõ là tu 10 thiện nghiệp cho đến cấp độ thanh tịnh, loại hẳn sân si, đoạn trừ được nhân tố chính của chúng là vô minh.
cấp độ thanh tịnh giải thoát thì vượt ra khỏi thiện nghiệp và ác nghiệp. Cho nên, Kinh Địa Tạng dạy bằng biểu tượng, vua trời Tứ Thiên Vương, tức vua của các thiện chúng sanh, hộ trì thế gian tu tập, cuối phẩm kinh này. Nét giáo lý nổi bật của hai phẩm kinh thứ ba và thứ tư là đạo đức giải thoát của Phật giáo hay luật nhân quả, nghiệp báo của Phật giáo. Sống là để hạnh phúc mà không phải để đau khổ. Giới thiệu luật tắc, nhân quả, nghiệp báo là để sống hạnh phúc, nghĩa là để chọn lựa các thiện nghiệp. Qua giáo lý này, Kinh Địa Tạng đã gián tiếp định nghĩa Phật tử là người sống hiền thiện và có chánh kiến. Con đường đạo đức này để hộ trì nhân loại, trực tiếp giáo hóa những kẻ đang sống, mà không phải để tụng đọc cho người chết, không phải để lo tang tế. Đây là sứ mệnh hộ trì và giáo hóa của Địa Tạng Đại Sĩ ở giai đoạn trung gian giữa thời gian hai Thế Tôn ra đời dạy.